Hello, 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video và những cái like sớm nhất từ kênh trải nghiệm của mình nha. Thì mình quay lại cái con đường mà mình đã đi hồi lúc trước anh em. Quay lại cái con đường review nha anh em ạ. Hôm nay tiếp tục là mình cho lên sóng cái con game là Lord 3 phiên bản là Xe sành 6.3, nhưng mà được một cái là có một con nhân vật mới ở Xe sành 18 là bên mình đã được ADD vào, đó là con nhân vật IK. Và ngay và luôn hiện tại mình đang làm clip tại một cái nền tảng, một cái phiên bản của con Lock 3 server là Lương Sơn Hào Kiệt. Nói tới đây thì những anh em nào mà muốn biết hay là muốn trải nghiệm hay là bước chân vào server Lương Sơn Hào Kiệt thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em rất rất là nhiều luôn. Hỗ trợ như thế nào? Hỗ trợ cho anh em là sẽ reset nè, hỗ trợ anh em gấu nè, bùa nhân nè, vũ khí nè và set đồ. Kèm theo đó là mình sẽ hỗ trợ gen cho anh em nha. Còn anh em nào muốn hỗ trợ thì hãy để lại cho mình một cái mã lệnh. À, các anh em thấy gì chưa? Chưa chơn là bị anh đi cà anh quét. Thì anh em đi vào trong đây, như ví dụ anh em chơi một cái con là Dash White thì mình nói cho anh em hình dung dễ hiểu. Dash White thì anh em để là DW và kèm theo một cái mã trợ. Mã trợ là sao? Ở sau lưng một cái tên, điển hình là mình lấy cái tên này đi. Cái tên này hơi khó. Đây đây, cái tên này đây. Cái tên là anh em thấy chưa, chữ chém không? Anh em thấy chữ chém là ở đằng sau cái dấu ngoặc là nó sẽ có số 400. Thì đây là một cái mã định danh, nói nôm na là một cái ID cá nhân không thể nào sao chép được. Thì là cái tên thì người ta sẽ nhái được, người ta sẽ là pha ke được, còn cái ID là không thể pha ke được. Thì chỉ cần anh em chơi là đắt kim thì để là DK, đắt lót thì để là DL, cung nữ thì để là chữ E và chữ F, còn GF thì anh em để chữ GF. Sao mình nói lộn cái chữ này hoài ta. Quyền Dương thì anh em nói là chữ E và chữ F nha anh em. Còn anh em chơi MG thì đãi là chữ M và chữ G. Kèm theo một cái mã trợ là bên mình sẽ kích cho anh em là reset 210 lần reset. Kèm theo đó là một set đồ 5%, một vũ khí là 380, gấu và bùa nhăn, kèm theo đó là gen nha. Vào trong đây thì ở trên cái map của mình thường dùng và thường BA, thì ở trên cái map IK Good được nhân 3S, nên anh em nào mà có cho mình sở hữu một cái win thì anh em lên trên đây farm nó rất là dễ dàng. Thì mình sẽ đi một vòng cho anh em xem. Thì anh em ở trên đây là tranh thủ những anh top hay là những anh bờ gồ mà máu chiến thì vào trên đây người ta sẽ lên tranh từ cái bãi quá trên đây nha. Điển hình như mình hồi nãy đang review, đang PA các kiểu luôn, nhưng mà anh IK là anh quánh anh em, ảnh không xem mình ra gì hết anh em, mà ảnh có biết mình là ai đâu anh em. Mà bây giờ miễn có biết và anh cũng bập tay luôn đấy, quánh luôn cả anh em, quánh luôn chứ khỏi cần nói vậy nè. Đã, chết hay chưa, không để cho anh ta đắc ý nha. Thì bây giờ mình lại mình cho anh ta chút xíu. Hôm nay mình sẽ vào trong đây mình review cái cây đồ đắc quay của mình, là cây đồ whip nhất tại cái server này luôn, nói như vậy cho nó bảnh tỏn nha anh em. Chứ mà bị anh mới bị anh đắc kinh anh quánh còn bây giờ nè đấy. Quất vô anh mạnh lên anh ơi, mạnh lên, đậu bắp, quất mạnh vô đây, em quơ gầm vàng tiếp cho nó, quơ mạnh vô anh. Đó, như vậy là có một anh DK vào trong đây, anh góp vui cho cái clip của mình nha. Chào anh DK, anh gì đây, cái anh là men men, gặp cái tên là biết sỉnh anh em. Men đậu bắp, quánh mạnh vô nay, anh bị lan rồi đó, quánh mạnh vô nha. Hôm nay là chào anh men men luôn nha. Nếu mà có xem được cái clip này hãy comment lên nhận biết nha anh em ơi. Nhầm anh ơi, đâu có phải mo anh ơi, quánh mạnh vô đậu bắp. Đi bơi cai người ta mà không dám quánh gì chân. Thì ở ngay cái vị trí bây giờ thì mình sẽ vào trong đây review cho anh em xem lại cái set đồ của mình. Đầu tiên là có một cái win 2. Đồ của mình là đồ không thể giao dịch, không thể cho mượn hoặc là không thể cấp cho người khác được nha anh em. Tại đồ mình là đồ phá và đồ mình nó là chỉ là làm kiển làm cảnh cho đẹp thôi. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây review cho anh em xem mình có một cái win 2 cộng 11. Trong khi đó là cái lực công của mình là 255 và 382 khi nó là mát nè. Nhanh nhẹn thì được thêm là 20 nè, lực chống đỡ là được 85 và gia tăng thêm sát thương là 54% và hấp thụ sát thương là 47%. Ở dưới là nó trắng tinh như là cái con ngọc trai nha anh em. Sử dụng cho pháp sư nè, hai dòng may mắn và kèm theo đó là cái dòng 32% đam. Nó không có dòng 5% hoặc là không có dòng gì hết. Đây là một cái win trắng để mà mình đi làm clip review chia sẻ cho anh em vào những cái buổi live. Thì ở đầu giờ tầm khoảng 6 giờ thì một là mình làm clip, còn hai là mình live. Còn ở khung giờ cố định từ 8 giờ cho tới là 8 giờ 30 thì mình live trực tiếp ở trên TikTok và ở cái phiên bản là Lớp 3
cái server là Lương Sơn Hào Kiệt nha anh em. Qua phần cái win thì chúng ta tới phần cái set đồ, mình vào trong set đồ cho anh em xem. Set đồ của mình cũng là cái set đồ cộng 11 dùng cho thiên sứ. Mình được hai up, một up là HP và một up là 5% phản, ở dưới là không có 32 thủ. Thì nếu mà vũ khí thì chúng ta là sẽ có 32 là điểm công, và ở cái set đồ là 32 ở điểm thủ nha anh em. Cái đó là cái dòng like khi mà mình đập vô like thêm. Của mình là 5 binh 1, và các em thấy cái điều gì không? Đây là cái set đồ 400 chứ không phải là set đồ 380 đâu anh em. Một set đồ 400 cực kỳ mới. Và các em nhìn tới đây là hình dung một cái set đồ này y gan là cái set đồ là WAG bên cái con game là Muaway. Thì khi mà tới đây là anh em sẽ chợt nghĩ tới à, cái đậu bắp đây là cái set của WAG mà nãy nó 400. Nhưng mà thật sự đó là 400 ở phiên bản bên mình nha anh em. Các em thấy là yêu cầu trình độ level phải là 400 mới được. XTG là 45, anh ghi là 13, và quýt thì mình phải là 171 mới mặc được nha anh em. Tiếp theo là đồ của mình là 5 món in 1. Là 5 món nó cũng y chang như là một món luôn, mà một món nó cũng y chang là 5 món nha anh em. Nói tới nói luôn là không biết mình nói cái gì. Bỏ qua cái phần set đồ thì anh em đã biết là cái set đồ cộng 11 nè và được hai hộp. Qua tới cây gậy. Thì nhiều cái gậy này là nhiều sự mơ ước của anh em. Mình chỉ làm ra để là review PA để cho anh em biết là server bên em, chứ là hiện giờ là đồ chưa có bán những cái món đồ kinh khủng anh em, và đặc biệt là chưa có bán những cái win. Những anh em nào mà có win đó thì người ta đã mệt mài, người ta xây tay rồi xây chân đồ dữ lắm mới ra được, hoặc là người ta ép từ những cái win nhỏ của anh em bán qua lại nha. Ở đây mình có một cây gậy liver là 400, lực tay của mình các anh em nhìn vô một cái là nó kinh khủng nha. Lực tay của cây gậy của mình 2168, khi mà nó max pin lên được là 2355. Yêu cầu là phải 400 nè, STG là 46 và anh ghi là 13 là mình có thể là dùng được. Và cái này dùng cho thiên kiếm, là dùng cho được cái con, anh em biết con gì nữa không? Đó là cái con MG nha. Ở dưới thì mình có là 119 phép thuật khi mà sử dụng gậy nè, tăng sát thương hoàn hảo và thêm 4% sát thương. Ở dưới cái dòng là phép thuật tăng thêm, cái đó là cái dòng like là cộng thêm 32. Thì nó rất là tuyệt vời, nhưng mà nó chưa có nói lên cái độ nguy hiểm. Nếu mà nói lên cái độ nguy hiểm là nó phải có thêm 2 hoặc là 3 ốp socket nữa để mà mình nâng cấp thêm. Tại vì đây là một cái set kiện để mình đi like cho nó đẹp, cũng không có cần phải quá trang bị. Nếu mà mình làm quá thì anh em đánh mình cũng cái quanh hết anh em. Tại vì server hiện tại bây giờ nhiều anh em đầu tư, người ta đang săn lùng những món đồ web rồi người ta khảm cái tép lên. Ở đây là có thêm một cái ốp là harmony thêm nữa nha anh em, chứ không phải là đôn thần là nó ở như gì không, là có thêm một cái dòng harmony. Chừng nữa mình sẽ có làm những cái clip cơ bản đó. Thì mình tưởng là anh em đã biết hết, nhưng mà còn một số anh em mới chơi thì anh em hỏi là làm sao mà cái cây vũ khí nó có thêm 3 dòng ở trên, nó y gan dòng S. Thì đương không là mình bị đứng hình 5 giây. Ủa nó cái vũ khí gì mà nó có gì anh em? Thì mình nhớ chật lại đó là những cái up của harmony nha anh em. Chừng nữa thì mình sẽ có một cái clip ngắn hoặc là một cái like để mình lồng vô để cho anh em xem và biết luôn. Qua phần cây gậy thì mình sẽ tới phần cái khiên. Thì hôm nay mình cũng có một cái khiên rất là đẹp. Anh GF anh đi vòng vòng từ giờ, không biết anh làm cái quần đùi gì, để em review một chút xíu rồi quay lại tiếp ứng anh sau. Ở đây là một cái khiên của mình, cũng là cái cấp độ là level 400. Lực chống đỡ của mình là 2401 nè, STG thì 52, anh ghi thì 15 thì mình có thể dùng được. Và cái này dùng đặc biệt riêng cho thiên sứ, không có dùng chung được cho MG. Ở đây mình có thêm hai ộp, một dòng là HP 4% và 5% phản. Hai ộp này là cái ộp chánh thống và cái ộp hiện giờ là đang max pin tại bên server bên em. Nếu mà cái khiên này có thêm hai hoặc là ba dòng socket nữa thì nó sẽ là max pin nha anh em. Ở đây thì mình còn những cái quyển sách là gồng gon. Gồng gon này là được một cái skill mới mà ở bên lớp 3 admin đã add vào cho những cái phiên bản lớp 3, điển hình như là cái phiên bản Lương Sơn Hào Kiệt 6.3 bên em đã có được một cái skill gồng gon này. Thì nó sẽ khỏe hơn, đam nó sẽ cao hơn những cái skill thường. Thì những anh em nào chơi MG nè, những anh em nào chơi đánh quay nè, mà có chơi tại server Lương Sơn, hãy inbox ngay vào luôn với em nha, để em tặng một cái quyển sách gồng gon. Lúc trước mới ra thì anh em bán cả trăm là anh em. Thì cái đợt đầu đó anh em cài bán rất là nhiều, còn mình thì tặng không nha anh em. Hiện tại là trên người của mình là chưa có cái bộ nhẫn nè và dây chuyền và hoa tai, thì từ từ sẽ kết hợp vô đi theo thời gian và đi theo năm tháng. Tại server bên mình đó là sẽ đi theo từ năm tháng đi lên nha anh em.
trước tiên là cần chất lượng trước, là số lượng nó sẽ đi theo sau. Thì để cho anh em biết và để cho anh em hiểu về cái server là cái lối vận hành bên em như thế nào, thì những anh em nào chưa có chơi hoặc là chưa biết, chưa có cái bến dừng bến đổ thì có thể là ghé server Lương Sơn Hào Kiệt bên em, để bên em hỗ trợ nhiệt tình nhất. Bước chân vào một con game là các em đi bằng hai chân chứ nó không có khập khểnh mà đi chân trước rồi chân sau, thì như vậy là cho anh em trải nghiệm lần đầu rất là tuyệt vời. Quánh cái quần đùi anh ơi, em đang review luôn nè, để mình đi theo cái anh này xem sao nha. Như vậy anh còn quay lại nữa, đậu bắp cố ý nè Nam La Hán nha, chào La Hán luôn nha. Thì là cỡ lúc đầu mình cũng có nuôi cá La Hán đó Nam, nhưng mà cái thời gian đó thì mình không có đam mê với cá La Hán nữa, mình quay qua cá bảy màu nha, đang review game luôn đó anh em à. Mà thấy chữ La Hán thì nó hơi phấn khích chút xíu nha. Lúc trước á, thì mình nuôi mình ép ra cũng rất nhiều, mình bán rất nhiều nha. Rồi anh đắt kim đánh lên đường, quánh mạnh vô nơi, sao quánh yếu xìu vậy La Hán, mà phải là mạnh mẽ lên. Anh quánh cú này là chết luôn rồi, mất tay mất tiếng hết rồi anh ơi. Thì anh này ảnh cũng là đang bị ức chế nè anh em, ảnh khi mà treo một cái bãi quái đi farm mà bị người kia quánh hoài. Anh nhắc lại cho anh em biết và nhớ nè, ở trên map Ikagut là một cái map nhân 3 lượng S lên. Ví dụ anh em quánh một con quái là nó được 1 S, thì ở trên map Ikagut này quánh một quái là nó sẽ được 3 S nha. Thì cứ thế mà nó tăng dần lên nha anh em. Ở điểm Master cũng vậy và điểm S cũng vậy luôn. Anh em muốn mình làm về con nhân vật gì thì anh em cứ việc mạnh dạn comment inbox phát biểu lên, rồi mình sẽ cố gắng sắp xếp mình làm đổi review lên cho anh em xem. Qua tổng quan thì đây là một cây đồ full level 400 tại server Lương Sơn Hào Kiệt sẽ sành 603. Thì cho nó mình sẽ làm theo những cái yêu cầu của anh em. Và các em nhớ là 8 giờ là mình có like ở bên cái hội TikTok của mình á, TikTok anh em cũng gọi là ba cần câu, là sẽ vào gặp nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video review lần sau nha.